Xin được kính chào quý vị và các bạn. Đức Duy hôm nay xin phép được gửi tới quý vị và các bạn bài hát Chờ Tin Em. Và bài hát này được sáng tác bởi Tuấn Anh và Đức Duy, trong khi Đức Duy và Tuấn Anh cùng đi chống dịch. Và khi chống dịch thì lại được nhận một cái tin hơi sốc là người yêu mình nhận được quyết định là phải đi cách ly. Cho nên từ cái mạch cảm xúc đấy, Đức Duy đã viết nên bài hát Chờ Tin Em với sự trợ giúp của Tuấn Anh. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Nào, bắt đầu thôi. Trong lòng đầy lo lắng rằng nơi em thế nào rồi, chờ vài dòng tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy đâu. Dù ra sao thì em hãy cứ vững tin, mỗi đêm anh nhớ đến ngày đôi ta sẽ chung một nhà. Mỗi đêm anh nhớ em, nhớ rất nhiều mà đôi môi tháng nghẹn ngào. Trong lòng đầy lo lắng rằng nơi em thế nào rồi, chờ vài dòng tin nhắn nhưng chưa thấy đâu. Dù ra sao thì em đến ngày
nhà. Và đặc biệt ý, là bài hát này xin được gửi tới người mà tôi và Tuấn Anh đang yêu thương nhá.